Em có chiếc Equalizer sát giới thiệu này các bác. Con này nó là hàng bãi, điện 220, sáp là thương hiệu của Nhật. Con SQ3500 này nó sản xuất tại Hàn Quốc các bác nhé. Các bác nhìn ở đây toàn bộ là chữ Hàn Quốc này. Đấy. Con này nó sản xuất hình như là năm 9 mấy thì phải. Em xem cái tem, có loại nó có tem thông số, tem nhập khẩu. Đây để em cho các bác xem. Dòng này nó là dòng nội địa. Ở đây 595 các bác nhé, 595. Đây là cắm đường vào này, đây đường ra này. Đấy. Đây là hàng của Sáp, Sáp Hàn Quốc, giống như Toyota Việt Nam ấy các bác, hoặc là Honda Việt Nam. Con Sáp này tiếng rất hay, sản xuất 595 mà bây giờ là 25 năm rồi. 25 năm rồi mà cái màu của nó thì quá là hot luôn. Màu này nó giống cái màu iPhone 11 bây giờ các bác này, màu midline. Đây này, các bác nhìn này, chất chưa? Rất là thời thượng. Thực ra cái này nói vui thôi, nó là vô tình thôi. Cái màu nó là màu xanh kiểu xanh bóng đêm ấy, hay còn gọi là xanh bộ đội. Thực ra cái này là xanh bộ đội, mà cũng không phải, nó là màu kiểu màu xanh nhưng mà nó kiểu ghi. Con này nó là hai cửa đèn nhá các bác nhá, hai cửa đèn riêng biệt này của từng vế. Cái quắc này nó dùng cái led màu hơi màu vàng vàng. Nó có mấy chế độ chỉnh đèn đây này các bác này. Đấy, nháy lên này, vừa rồi là mưa này. Nháy lên này. Đấy, nháy kiểu này này. Đấy. Đây là tắt đèn. Con này chỉnh rất là dễ các bác nhá. Các bác nhìn đâu chỉnh đấy. Đấy, ví dụ em chỉnh ở dài 63 Hz này. Đấy. Đấy, cả hai bên nhá, lên. Đấy, ngoài ra anh em có thể chỉnh riêng. Tại sao chỉnh riêng? Tại vì có những khi nhiều khi anh em không để ý đâu, nhưng mà có những cái lúc mà anh em mình nghe mà một cái đôi loa anh em nghe, đương nhiên anh em sẽ ngồi một chỗ và loa nhiều khi lại tách ra hai bên, thì cái phía mà gần chỗ anh em ngồi, nhiều khi anh em ngồi gần thì cái tiếng tét, tiếng chung nó sẽ hơi bị gần quá, đâm ra nó sẽ hơi bị chói, thì anh em có thể giảm bên đấy đi. Thì con này nó cho cái phép tính năng đấy bằng cách là các bác nhấn cái nút này. Đấy. Thì bây giờ các bác sẽ chỉnh từng bên. Ví dụ em nhấn bây giờ nó sẽ bên trái. Các bác nhìn này, dài 63 Hz rồi, bên trái nó lên. Còn bên phải nó không lên xuống gì cả, nó giữ nguyên. Đấy, cũng tức là mình chỉnh tép bát của từng bên. Nếu mà em nhấn xong một phát nữa thì bây giờ là sẽ chỉnh bên này thôi. Đấy, các bác hình dung không? Tức là chỉnh bên loa phải thôi, không chỉnh loa trái giữ nguyên, được chưa? Đấy, với là bây giờ các bác muốn chỉnh cân cả hai thì các bác ấn phát nữa. Đấy, thì bây giờ là cân cả hai bên này. Cái tính năng này của nó là phục vụ như thế nhá các bác nhá, nhưng mà nhiều anh em không sử dụng cái tính năng đấy bao giờ. Đấy. Con này thì rất là dễ sử dụng, tiếng hay. Cái màu gọi là màu này thì nó sẽ phù hợp với một số dòng âm ly. Thực ra màu đen các bác cho vào cũng được, nhưng mà nếu mà anh em mà có những cái màu kiểu này cho vào thì nhìn nó complex hơn. Với hai cửa đèn. Đây là nút tắt bật quay này, lên đèn này, em nhìn này. Đây là tắt đi, bật này, em cho to tiếng tí. Tiếng nó lên rất là tốt. Đây là tắt này, bật này. Đấy. Em tô bài khác nhá. Này. Cho tép xuống này. Đấy, chỉnh rất là dễ dàng. Đấy là tép. Những chiều nào thôi đến thăm anh. Bát. Trung này. Mưa xuân giăng mờ trắng không chẳng. Chỉnh như này là chỉnh hiệu ứng giống của chỉnh lao lớn đấy. Sát 3500 các bác nhá.
Đấy, con này size là size 43cm. Anh em nào có nhu cầu thì alo sớm nhá. Trong lô em có 2 chiếc sáp. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.